trước mặt đó, trong cái lồng mới đó phải không? Anh đi gì đó, trong cái lồng mới đó. Cô bé đi tắm biển. Ừ, hai má con này đực rỡ quá ta, nhìn thích quá ta. Nhìn thì mới biết là nó hoài. Ừ, má ma kiếm đâu ra hai cái khăn quấn vậy má ma? Mình còn hai cái nha. Bộ má ma mua bên Hà Lan hả? Thôi cái khăn quấn với cái màu tóc luôn kìa. Đi đâu nữa vậy? Coi cái khăn quấn của nó chung với cái màu cục tóc luôn kìa sang. Hồng con lý tưởng nhất. Hồng bên cái nào như hồng thẳng nhìn xuống đây nè. Thì đó, nhưng mà cả màu thì đẹp nè. Cái ghế nào cao nhất từ nhà Thảo đó? Phòng phòng nào là phòng của Mai? Còn Mai không ở đây, còn Mai nhìn xuống cái hồ bơi. Hai phòng nó đẹp. Ê, tao cắt trái thơm ngon quá trời ngon luôn. Dạ, ngon lắm. Con kỳ mình mướt ra, mình lên đầu mình mướt hiên nó mãi. Cái này giống như lựa trái cây mà lựa qua lựa lại lựa. Không, mà cái này á, là do là mỗi cái phòng là một chủ khác nhau nên, nên nó không có đồng đều về chất lượng ha. Tại vì giống như tao đi mua vậy đó. Sân nó rộng quá hả? Sân đấu này, này nó cũng đẹp hơn. Này, này ra biển công cộng rồi, cái này ra biển. Cái này... Nó làm vô hủ khó ha. Chỗ kia chắc có lẽ người ta tắm nhiều quá. Nếu mà mẹ ở chỗ khác mà chạy lên tắm thì tắm cái nhà tắm công cộng rồi đó. Còn mẹ ở khách sạn đối diện thì đi bộ qua về phòng mình tắm. Rồi ta không có đi xuống bơi. Thì mẹ dưới đồ. Đi dài lên ghê đi. Nè mẹ. Mẹ lại đây nè, ngồi nè mẹ. Mẹ đây nè. Cái này là cục đá không? Cục đá. Cái này cục đá màu đen ha. Cái này đá đen. Chỗ này nguy hiểm, mình đi lại chỗ khu này ít người tắm. Gác là cái nhà đó đó. Đâu. Nhưng mà đâu ai gác, thường mẹ là mẹ phải tự canh ai đâu gác mẹ. Mẹ không tắm thì mẹ đứng lên trên kia cũng được. Ủa má ma là có cần mở cái tròn này ra không vậy? Hay là mặc cái tròn đó luôn vậy? Có tắm đâu. Giữa tới chân con.
chụp được. Ê, đứng đây nè, ra đi. Thảo quên lơ. Hồi nãy quên kêu sang lấy cái phao cho Thảo ha. Đứng đây, đứng đi, đứng đây, đứng đây. Đâu có lên được tới bắp đùi đâu mà sợ trời. Được, ngắn lũng ha. Ở ngoài kia nó đỡ rút hơn. Mắm. Súng này đã hả? Khô đi. That is a big one. Whoa, 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 whoa. Có vụ sợ biển nữa hả? Mới đó phải không?
Em đi mà ghi giờ. Đừng có lầm hết đó. Từ ngoài đếm vô ba luôn. Dù như ai biết có phòng như là bút trước phải không? Bút trước rồi, không biết đợi cái nhà đổi không? Cái đầu phải bút sau. Mày hỏi thăm nó coi. Ê, cái bông này nó ra lạ lắm. Bông này bông gì? Ai biết bông gì? Hồng sứ. Hồng sứ mình mới thấy cái trái của hồng sứ hả? Không. Vậy là cái trái của nó. Ủa, có cái trái hả? Dạ, đi lại tắm cái nước vàng vàng hả? Cái trái nào? Dạ, cho nó trôi cát xuống. Cái màu vàng vàng vậy đó. Còn này cái hồng sứ nè. Thấy không? Cái này nó cho mình tắm, nó trôi nước xuống rồi mình xuống hồ nó không có biết. Ba lần đầu tiên mới thấy cái trái rồi ba. Phải bông sứ không? Cây này phải cây sứ đâu hả? Không phải. Ở đây có trang trang màu hồng nè. Bông trang. Bông trang hồng nè. Đó, đi lại tay cái nước tắm cho nó trôi mấy cái khác. Nè, tắm cho nó trôi cát đi rồi mới xuống hồ bơi. Mới xuống hồ bơi vậy hả? 5372. Đủ mình bên đây nè. Này vậy mày hợp xuống em quay cho mày cái nắng. Kiếm ai bơi lại em, say hai vô cái camera nha. Rồi, bơi lại, say hai vô cái camera. Nè, đứng lên nè. Hợp xuống. Swim to me. Come here. You say to the camera down below, okay? What? Yeah. I put the camera down below. You say. You guys want to say hi, okay? Okay, come here. Come here. Te lang niet meer gezwemd. Lang waar om bij je? Rồi, nếu là anh làm lại nè. Rồi, xuống, từ đâu? Come on, come on. Yeah, I open my eyes. No, you can look at that guy. Okay. It didn't hurt. Right. 1, 2, 3, yeah, down. 1, 2, 3. Xuống. You win. Ủa đi đâu vậy?
Qua hồ Thí Lực hả? Ừ, ở xa. Is it hot? Nóng không Thảo? Scoop. Không, không nóng lắm đâu. Cái nào mấy phút nữa mới nóng hai kia đâu. Ôi nóng quá mày. Không nữa. Kêu mẹ qua âm tin không? Trời ơi, tại sao mà? Tại sao mà có cái hồ bên đây mà? Ý rú bà rú. Mày lấy cái hồ bên kia nó cũng bị ụt chứ. Everybody has his bag. I have a... Nhưng mà chắc có lẽ là chỗ nó trong đó.